kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay mình có trở lại nhà vườn Văn Vi thì chia sẻ cho luôn một số mặt hàng hoa kiển nha bà con. Đặc biệt là hôm nay Văn Vi giao luôn cái lô vàng son Cần Thơ rất là đẹp. Rồi mình cùng mời bà con và các bạn đón xem nha. Rồi chào Vi Vi ơi. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị gần xa, mình đến với kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển nha, cũng như là quay trở lại nhà vườn Văn Vi. Thì hôm nay sẽ tiếp tục lên video để lấy thông số và báo giá một số mặt hàng cây hiện tại đang có, chủ yếu là vàng son Cần Thơ. Hiện tại nhà vườn đang lên cái lô vàng son Cần Thơ này và cây đẹp nha cô chú mình, hàng có đế luôn nha, cho cô chú nhà mình gần xa mình siêu tầm chơi. Thì cô chú nhà mình có yêu thích mã số nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em là 0907 827 392, em sẵn trên màn hình đó cũng là số Zalo nha. Rồi mình vào lấy thông số luôn nha cô chú nhà mình. Cây đầu tiên là một cây vàng son Cần Thơ cao 1m, ngang 50, có đế luôn nha. Có đế tại này không có khui ra, nhiều khi sợ cái đỏ đem tới em lui á, cái cây nó lắc. Đó trên này đi, còn dưới kia có cái gù hơi lớn. Trên này là 7 hơn nè. Có đừng đo cái gù này chắc là tên 9 nè. Rồi cái gù là 9 nè. Có hàng có đế nha. Thì đế tự nhiên luôn, giao lưu đến của chú mình một cây như thế này, giá chỉ có là 500k. Bao ship rồi nha. 500k vàng son Cần Thơ. Chỉ còn một lô duy nhất này của chú mình tranh thủ siêu tầm nha. Đó, hàng già cây, đẹp. Vàng son Cần Thơ, chân son đẹp tuyệt vời. Rồi mã số 1 500.000. Mã số 2 đó, tiếp tục là vàng son Cần Thơ, cái hoa đẹp vàng son Cần Thơ nha. Cái này chiều cao có lẽ sẽ cao hơn, cao cái này là tầm 1m3, nghe là 60. Đó, cũng có đế luôn, nguyên cái cũ có đế dưới này bự luôn nha, có nguyên cái cũ nè. Đó, đế nổi luôn tự nhiên nha, không có môi móc gì hết nha cô chú mình. Đó, cái này cũng có xứng đáng đồng tiền bát gạo nha. Đó, cũ này là chín hơn, gần 10 nè, gần 10 luôn rồi. Đó, thì cái này giao lưu đến của chúng mình vẫn là 500k, tiếp tục mã số 2 500.000. Rồi vàng son Cần Thơ, cây này đẹp nha. Mã số 2. Tiếp đó là mã số 3. Đó. Vàng son Cần Thơ nữa nha, vàng lô vàng son Cần Thơ này cây già đẹp. Đẹp cây. Đó. À, bao sống hết cho mình luôn. Cao này cũng chạm 1m3, ngang là 50. Khó khăn này là 30 hơn, 3 là gần 35. Góc hình là 8 nha. Đó, cây này giao lưu đến của chúng mình 450.000 nha. 450.000 một cây vàng son Cần Thơ như thế này, rất là đẹp. 450.000 vàng son Cần Thơ và cây. Rồi mã số 3. Đó là mã số 4, sẽ giới thiệu đến với chúng mình cái dòng mới, đó là học khoảng 3 màu. Đó. Yeah. À, cái này học khoảng 3 màu ghép nha, ghép 9 màu. Đó. Một cây học khoảng 3 màu tàn tròn đẹp, cao 90, ngang 70. Hoành 8 hơn. Rồi sát dưới này luôn là 9 nè, 9 hơn. Khó khăn này tầm 20 hơn. Đó. Thì cây này giao lưu đến của chúng mình 1 triệu bao ship nha. 1 triệu bao ship. Ghép màu lên nha, với mặt cây là có ghép màu nha. Chứ không phải là cây nguyên zin của nó. Chỉ là học khoảng 3 màu luôn. Rồi, mã số 4. Trên đó là mã số 5, cây cam Đà Lon tàn tròn thoát thân đẹp, hàng thường chậu, thoát thân cây này là 67, ngang là gần 70. Tổng chiều cao 1m3,
Rồi giao lưu đến của chúng mình cây này là 250.000 cho cây cam Đà Lon, 250.000. Đang nụ luôn nha. Rất là đẹp. Mã số 5. Mã số 6, cây dạng sông Cần Thơ tàn thuộc đều đẹp. Có đế. Hoành gốc là năng gốc luôn. Đế hơi nha, đây không có môi nè, có đế nổi hết rồi. Khó khăn này là 25. Tổng chiều cao là 90 hơn. Tổng tán ngang là 70. Quên cái này là 7 hơn gần 8. Rồi cái này giao lưu đến của chúng mình 550.000 nha. Dạng sông Cần Thơ 550.000. Tàn lùng đều vậy là khó kiếm nha của chúng mình. Nè, tứ chi tứ diện luôn. Đó. Cây già đẹp. Mã số 6. Mã số 7 giới thiệu khuyến mãi cho cô chú mình cái dạng sông Cần Thơ này, nó bị mất hết một nhánh này. Nó bị tột hết một nhánh này. Đây có dấu này. Nó bị tột hết nhánh này. Gió do lúc mưa bão á, gió. Nên cái cây nó bị tột hết nhánh, cô chú mình thông cảm nha. Thì cây này em sẽ khuyến mãi cho cô chú mình. Có nhà ý để lấy chơi. Tàn vẫn còn đều đẹp nha, giờ mình sửa cái cây này lại. Tổng chiều cao của cây này là 1 mét hơn. Ngang là 65. Quỳnh gốc là quỳnh gần 9. Thì cây này giao lưu đến của chúng mình 350.000 nha. 350.000. Vẫn còn nụ gì chơi Tết nha. Đó, giờ chỉnh sửa cây này sơ sơ lại rất là đẹp nha. Mã số 7 350.000. Mã số 8 hàng đẳng cấp đây. Đu bài sọc. Đó. Cái hoa nó hơi héo hồi trước không có thấy sọc. Cái nụ nó vẫn còn thấy sọc nha. Đu bài sọc. Cái này là có một cây duy nhất luôn. Nắng nó hơi háp tí. Cao 80. 1080. Cái này hàng thượng chậu nha. Cái này giá lưu đến của chú nhà mình là 1 triệu nha. 1 triệu đu bay sọc. Đó, vẫn còn nụ chơi Tết rất là nhiều nha. Để tiêm vô nước lại, nó hơi héo. Mã số 8. Đó là mã số 9. Cây Pháp Son. Ô, ở Pháp Hường xin lỗi. Bông nắng quá, hơi rủ bông tí. Đó. Cao 90. Ngang 50. Cái Pháp Hường này là được. Cái rễ nó mọc lên đây nữa này. Thành ra được 2 cây ha. Thì cây này giao lưu đến của chúng mình 400.000 nha. Pháp Hường 400.000. Mã số 9. Mã số 10 lên một vài cây vàng sau Cần Thơ cho cô chú nhà mình tham khảo nữa nha. Đó. Cây này cao to lực lượng đẹp luôn. Tổng chiều cao này là 1m3. Tổng tán ngang là 60. Đây còn rất là nhiều nụ trên cây luôn. Một cốt, cái này hoành 8 hơn gần 9 nha, đo sát cái này chắc có lẽ là gần 9. Khó khăn tới giờ này là gần 40 nha. Cái này giao lưu đúng của chú mình 500.000 luôn. 500.000 cho cái dạng sâu Cần Thơ như thế này. Đó. Cây già khỏe, còn một lô duy nhất nha. Còn nói nhưng mà hơi nhỏ hơn. Số 9, mã số 9. Đây, tiếp đó là mã số 10. Đó, cái này hiện tại nó nghiêng, nó vẫn nghiêng. Sửa cái bầu đứng lại. Không, sửa cái bầu đứng lại, cây này mới đẹp nha. Đại dòng nó bị nghiêng. Sửa cái bầu đứng lại rất là đẹp. Đó.
Rồi chị mình trồng vô cái chậu đứng lại như vậy nha cô chú mình. Cây này tuyệt vời luôn nha. Có đế luôn. Cái này tổng chiều cao 1m2 hơn gần 1m3. Tán ngang là 80. Còn hoa nụ rất là nhiều. Rồi có lòi đế nhẹ nha. Lòi đế nhẹ nè. Chắc đo trên này tí ha. Thì ở trên này là 8. 9, 8 hơn á. Mà có nhiều khi lắng gắn băng keo tính 8 thôi. Cây này thì 550 ngàn nha. Mã số 10, 550 ngàn. Vàng son Cần Thơ đẹp. 500k. Cây tàn bự ha. 550 ngàn. Mã số 10. Mã số 11. Đó. Cây này cũng đẹp cực kỳ luôn. Vàng son Cần Thơ. Đế nổi nè. Rồi thấu thân từ đây lên tới đây là 30 nè. Tổng chiều cao là 1m1. Tổng tán ngang là 70. Vành gốc là 7 hơn. Dưới gốc cũng có hoa luôn. Cái này Zalo đến của chúng mình 500k tiếp tục nha. 500k. Mã số 11. Mã số 12. Đỏ hoa mai. Cái này nó bị xước một nhánh nhẹ ở đây nên con em Zalo khuyến mãi nha. Đỏ hoa mai. Mỹ đỏ hoa mai cao 1m hơn. Tổng tán ngang là 70. Gốc nó hơi nhỏ. Hình cái này là ở trên này đi. Ở dưới nó cắn băng keo quá nên không chính xác. Nếu trên này là 6 hơn, nhưng mà dưới này chắc 7 nha. Cái này Zalo đứng của chúng mình 400 ngàn thôi. 400k cho cái mỹ đỏ hoa mai. Mã số 12. Mã số 13. Cây vàng son Cần Thơ tiếp tục. Cái này tàn tròn đẹp luôn. Tổng chiều cao là 1m, đàn con nụ rất là nhiều, ngang 60. Cái này hoành khó đo nha các bạn. Nhưng mà sọt. Cái này thì đo đại thì nó lắng cắn quá. Hay là tính xác gốc này là 18 đi. Ở trên này là 7 hơn rồi. Rồi cây này giao lưu đến của chúng mình là 500k tiếp tục nha. 500k. Thì cây này có khuyến mãi cho cô chú mình mã số 13 đi. Đó, tặng cây mỹ tím luôn. Mã số 13. Đây là mã số 14, sẽ là mã số cuối cùng. Cây hoa rực rỡ. Đế đẹp. Đây. Đó. Thuốc thăng đế là đế nôm luôn. Đế nôm luôn. Tặng cây mỹ hường tiếp tục. Cao cái này 1m3. Ngang 50. Hô hàng mình tới đây là 35. Nguyệt đế nôm. Mình 8 ha. Hơn 8 nha. Thì cái này Zalo đến của chúng mình là 500k tiếp tục cái mã số cuối cùng. Đó, bộ đế rất rực rỡ nha. Đế nôm đế tự nhiên nha. Rồi cái này là cây mã số cuối cùng. Mã số 14. 500k vàng son Cần Thơ. Thì cô chú mình xem video nhớ ủng hộ kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha. Cô chú mình xem video có yêu thích mã số nào
cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0907 827 392, hoặc là kết bạn Zalo để em chụp hình cho cô chú mình xem cái cây của mình chốt rồi em gửi y như vậy nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú mình nha.